Chào cả nhà, hôm nay mình đang có mặt tại cây cầu ở Mông Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang. Thì lúc trước mình có quay kêu gọi giúp chú Sáu và sư để mạnh thường quân tiếp tay với chú Sáu với sư bắt cây cầu. Dạ, chào chú Sáu, chào sư. Dạ. Thì hôm nay cầu mình chuẩn bị đổ mấy dây đà hả chú Sáu? 4 dây đà nó đang lên rồi đó con. Dạ dạ. Chú Sáu lên dùm cung rồi đó. Dạ. Hàng nay kết cấu, anh chờ ngày mình khép đà xong rồi tiến hành bàn với sư rồi với anh Dũng ban đại diện tỉnh Kiên Giang và cô bác địa phương với chính quyền tiến hành mình đổ 4 dây đà. Dạ dạ dạ. Vậy là khoảng bao lâu nữa đổ hay sao? Chắc khoảng 10 ngày là trở lại đây là mấy chú đổ rồi đó. Dạ dạ. Vậy là cây cầu mình không có cái trụ giữa hả chú Sáu? Chú Sáu thiết kế bỏ dòng cung đi qua luôn con. Dạ. Bỏ dòng móng đi qua luôn. Dạ. Không có trụ giữa luôn, chỉ có hai măng cá hay xong. Hai măng cá rồi con. Dạ. Thì ngang 4 mét con, dài thân cầu thì nó 20 mét. Tính dạ. Tính luôn dẫn 26 mét. Dạ. Tải 5 tấn. Dạ. Quá êm mà, không có trụ giữa. Nữa cầu này đẹp quá. Dạ. Dạ. Tại trước cái lực lượng này nó ra tiếp rồi. Trước anh. Bây giờ xong kết cấu xong rồi thấu thiết mặt và tiến hành đổ rồi. Dạ. Tại vì 24 mình tập trung gia đình này. Cái cầu này vậy là chi phí có đủ chưa chú Sáu? Bây giờ cái cầu này cũng báo cho cháu, sẵn nay báo cháu hay là cái cầu này dự tính của mấy chú là khoảng 450 triệu. Yeah. Mà cái ngân sách của ủy ban ủng hộ ủy ban xã Mông Thọ thì giúp cho mấy chú bên này có 40 triệu thôi. Yeah. Thì chị gia đình của chị Trạng ở Mỹ thì có gửi cho chú Sáu trước sau 150 triệu. Yeah. Thì như phần ban đại diện của anh Dũng thì cũng hứa tiếp vấn đề xi măng với sư hỗ trợ thì 6 giờ tính ra cái chi phí còn khoảng 120-130 triệu là cái cầu này. Dạ. đã hoàn thành đó chứ. Vậy là chi phí tổng cộng trên còn thiếu khoảng 120-130 triệu. Dạ. Thì báo cho cháu nói với mấy gì mừng. Dạ dạ dạ. Thì cầu này trong vòng một tháng nữa là chú Sáu gọi cầu rồi đó. Dạ dạ dạ. Cầu chú Sáu chứ này bắt lực lượng luôn nè. Bà con đây mừng khỏi xả hư nữa. Thì bữa nay có anh Dũng ban đại diện vô với sư. Dạ. Đến để mà tham quan. Dạ. Việc làm của anh em như thế nào á. Dạ dạ. Hôm nay sư với chú Sáu thấy đội thi công cầu thấy sao sư? Dạ. Quá chất lượng rồi đó. Dạ. Nói chung là cái đội thi công này đó giờ làm nhiều cây cầu rồi, nói chung không có cây cầu nào mà bở hết trơn. Dạ. Cầu kiên cố luôn mà. Dạ, cầu kiên cố. Uy tín và chất lượng hàng đầu. Chất lượng. Dạ. Cầu chất lượng mà. Làm nhiều cầu chứ không phải một cây đâu. Nói chung là làm là phải bảo đảm an toàn chất lượng cao mới được. Dạ. Mục đích là mình phục vụ cho bà con được an toàn mà. Dạ. Chứ không phải mà mình làm mà để cho có làm. Cho nên chú Sáu và sư thấy chú ông chú Sáu Lanh làm thấy bảo đảm vậy cho nên theo cũng ủng hộ với chú Sáu. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Chú Sáu làm toàn là sắc to, sắc lớn. Thì mình là, nói chung mình làm cái gì mà mình làm cái tâm mình thì nó, dạ, nó chất lượng à. Dạ. Còn mình làm với mục đích là để cho có, để mình có cái danh, cái tiếng thì nó khác rồi. Dạ, dạ. Đó, cho nên mình ở đây là Sáu Lanh làm với cái tâm. Dạ. Rồi ở đây bà con người ta thấy được, người ta ủng hộ. Dạ. Thì mình quay thấy cây cầu là mình thấy rồi đó. Dạ. Bây giờ cũng báo cáo với anh Dũng, với sư, với anh Tư. Bây giờ cái nhiệm vụ của anh em mình thì đây cho anh Dũng hay, bây giờ không gặp anh Dũng có công chuyện lễ lộc rồi anh đi dắt đoàn đi cúng ở vùng ngoài mới về, thì cũng báo với anh là cây cầu sắp tới của anh em mình là làm thêm 2 cây nữa là do là cái nguồn tiền của cô bác vận động, thì ủy ban xã Mỹ Thuận huyện Hòn Đất và ủy ban xã Hòa Thuận Minh Hòa Minh Hòa là huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, thì
ta cũng nhờ đến cái đội thi công của em với hai người thì em cũng bàn bạc qua Thư với anh Dũng ban đại diện, thì thống nhất cho anh em mình vận động tiếp giúp cho hai cái cầu lớn, cái khu dân cư nó rất đông anh Dũng, thì mỗi chi tiết thì khi mà vô cái ngày mà khởi công đó, rồi cái nguồn tiền nó như thế nào, rồi hai bên thống nhất thế nào, anh em mình đến cái việc làm. Bây giờ bước ban đầu là thấy 80% đấy giúp hai cây cầu đó đó chắc. Dạ dạ. Nếu có anh Tư Bòn thì em có gửi với anh gì. Chú cây cầu nào cũng có chú hết trơn nè. Cố gắng vận động mình còn nửa cuộc đời ở lại để lo sao cho cái xã hội nó được lành mạnh. Dạ. Bà con mình được vui vẻ là cái điều đỡ cảm xúc của anh em. Dạ. Yeah. Chú năm nay được nhiêu tuổi chú? 65. Dạ 65 tuổi mà còn đi bắt cầu thường xuyên luôn. Mình lo cho xã hội mà. Dạ. Mình còn nửa cuộc đời ở lại. Khi mà mình chết, ta nói ở đó đi bắt cầu chết vẫn có tiếng. Dạ dạ dạ. Còn nói đó cà mạc chết. Dạ. Yeah. Lo gì xã hội. Dạ. Dạ. Chắc nữa cũng nhờ mấy năm vô để gặp tiền nước thì đang cho anh em ở đi không. Dạ, gửi tiền nước. Dạ. Dạ. Tiền nước. Sư cho tiền nước chứ không có cho uống đâu mày. Dạ, cho tiền nước chứ không cho uống. Không có cho nước rồi sư. Bây giờ sư sao giải quyết cái vụ đó. Đây là em dân cũng là trong cái hàng quân đại với sóc. Dạ. Rất tích cực trong cái việc xã hội cầu kỳ. Dạ dạ dạ. Dạ. Vậy là anh ở đâu anh? Em ở bên ấp Hòa Lợi, xã Thành Lộc, Kinh Sáu. Dạ, xã Thành Lộc, cái sao nghe quen quen nè. À ở đây Kinh Tư rồi, cái này là Kinh Năm rồi, Kinh Sáu. Dạ, xã Thành Lộc có cái ông chú Sáu cũng ông ở trong đó, ông có nguyên cái nhà dưỡng lão đó, anh biết ông đó không? Sáu nhà dưỡng lão. Ông ở giữa đồng á. Dạ. Không biết đây là chú Tư mà nó ăn gian con nhớ không? Dạ dạ nhá. Cầu nào cũng có chú Tư. Cầu nào cũng có chú Tư chứ. Con tóc bạc phơ chứ còn đi bắt cầu nè. Đang kiếm mới về xứ chứ không à, để về xứ không có giống nha. Chú năm nay được nhiêu tuổi rồi chú? 74 chú. Dạ 74 tuổi. Dạ. Dạ. Quá khỏe chú, còn khỏe quá khỏe. Mình mới được điều gì không? Bởi vậy ổng đi bắt cầu nè, mới còn gì chứ không đi bắt cầu chết đâu rồi. Mạnh à, mạnh bao nhiêu lần ngươi cũng vượt qua chân á. Dạ dạ dạ. Lúc trước tôi có đi quay ở cái xã đó, cái ông đó ổng cũng 70 mấy rồi. Dạ. Ổng làm chủ ở trong cái cơ sở nuôi dưỡng người già, ai bệnh tật vô đó ông nuôi hết, còn người nào mà muốn tu vô đó tu luôn, ông cũng nuôi luôn. Là ở Kinh Sáu nào rồi đó chứ không phải Kinh Sáu xã Thành Lộc này đâu. Ở xã Thành Lộc nhưng mà con cái không phải Kinh Sáu, mà không biết phải Kinh Sáu không, nhưng mà ở ngoài cái đường mà đi xuống Cờ Đỏ đó ha. Ừ. Ở trên Lô Tẻ đi xuống Cờ Đỏ đụng cái gì mà cây cầu gì chim nè. Ở trên đó gì là không phải rồi, rồi đầu chạy vô chạy xuống 7-8 cây số dưới đó. Mới tới không biết nữa. Dạ dạ dạ. Vậy là Kim Sáu gần đây. Dạ dạ. Một lần là nó cũng nằm về thuộc xã Thọ A luôn á, nhưng mà sau này mới chia ra. Dạ. 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 Xã Thành Lộc lại ở đây là xã Thọ A lại. Dạ dạ. Trước lúc mình còn cái nhỏ đó. Cũng là xã Thọ A. Dạ. Mới tách ra sau này. Dạ. Chú Sáu làm cầu này quá đẹp luôn. À. À, biết sao bị gì cái vòng cung nó tròn vậy nè. Rồi không có cái trụ giữa đó. Cho nên nhìn nó sao xong hết trơn rồi, nhìn cái lường đẹp dữ lắm luôn. Đúng rồi. Cắt lường. Dạ. Yeah. Ông làm cầu nào ông gì thấy nó. Ông làm cắt lường mà nó đẹp. Dạ, yeah, ông làm sắt dữ lắm, sắt lớn không. Sắt lớn mà dày nữa. Thì dàn kinh phí nó hơi nặng thiệt nhưng mà nó cầu nó chất lượng. Dạ. Yeah. Nhưng mà bắt rẻ hơn tha nữa. Thank you.
rẻ hơn người ta mà để chất lượng. Không mà. Dạ từ thiện không ạ? Người ta thì mướn. Dạ. Một rồi nó ra hai rồi. Dạ dạ. Quá đẹp luôn nội, chưa đổ thôi mà thấy đẹp rồi cả. Ừ. Tuyệt vời. Để quay cái lượng. Không, không có dốc nhiều đâu. Dạ không có dốc, cái này nó hơi lại thôi à. Ừ. Hơi lại. Chuyện nữa cái dốc nằm ghi ăn chỗ đầu sắt này nè. Đầu sắt thấp hả? Không phải đầu sắt trên nữa. Đầu sắt trên nè. Trên luôn hả? Dạ dạ dạ. Ở trên nữa bẻ co hơi chút xíu xuống à. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Bẻ xuống chút xíu à. Ừ. Bị gì nữa mình đổ cái dây đài này nè. Là mình đổ lên mấy tấc nữa rồi. Ừ. Rồi còn cái dĩ mâm nữa. Thành ra nó lên gần tới cái đầu sắt này rồi mình bẻ cái đầu sắt này xuống nữa bệnh dĩ đó. Cái đà này đổ lên tới mấy sắt đài xíu à. Dạ. Nó còn chịu được cái gâu lên á. Dạ dạ dạ. Thấy không? Dạ. Từ nữa mình đổ cái mâm là kết cấu với cái gâu đó. Dạ dạ. Ừ. Đà lên giỏi quá chừng khoảng 2 tấc, cho 2 tấc dữ lắm rồi. Từ mấy cây sắt đà đó. Dạ. Quá chắc chắn luôn cái cầu này. Cái cầu này không có cao. Dạ không có cao. Nửa cái dốc là im lắm. Ừ. Dạ. Không có rồi có ai đổi cao không? Lúc đầu là thấy cây cầu nghe toàn rồi. Thấy gầu luôn. Ơi, đổi ca hả? Quá đẹp luôn. Cầu này không có trụ giữa cả nhà, chỉ có cái mang cá này rồi đó, cầu qua bển. Để mình đi qua đảo bên kia quay cho cả nhà xem luôn nha. Ở đây mấy ông bắt cái cầu giả cho bà con đi qua lại nè. Chỗ này là cái đường cống. Cống. Quá đẹp luôn. Như nữa cái này nữa cái mâm mình đổ là tới đâu hết chứ sao? À, chỗ tay con đó. Nghe đây luôn hả? Vậy là sắt này mình bẻ câu xuống. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Không. Dạ tới đây. Vừa đó. Vậy là sắt này dư 3 tấc bẻ xuống luôn. 3 tấc giấy đó con. Dạ. 25 cái bên đây. Dạ. Rút thôi. 25 đi qua. Dạ. Dạ cái mâm tắt gửi. Hai cây luôn. Đổ hai đó. Dạ. Cái thân cầu 20 thước đó chứ không? Dạ. Thân cầu 20 thước. 20 thước cái thân cầu. 2 cái đà bung hết thế luôn nữa nè. Cái dàn cút pha lực lượng cái dàn cút pha luôn chứ sao ông lo dàn cút pha này hơi mệt á. Dạ dạ 100 mấy hả sao? Dạ 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 quá dữ cái dàn cút pha này rồi hả? Trong vòng 1 tháng là cầu hoàn thành đó không? Dạ. Bữa nay là mùng 9 rồi. Dạ. Mùng 9 là hết tháng này qua tới lễ đình ông Nguyễn thì cầu này sẽ đổ mâm rồi đó. Dạ dạ dạ. Mình chờ ngày thông xe cắt cho khách giữ đi. Dạ.
anh em cô bác hỗ trợ ăn uống rồi nhiều lắm thôi. Dạ. Cái dàn cút pha này chuyên nghiệp mới làm được chứ đừng không ai nhảy vô biết thiết kế cái dàn cút pha này. Đúng rồi anh. Dạ. Có như môn nào chuyên môn đó vậy. Dạ. Ai mà lót được cái dàn dĩ, dàn đế với dạ. Sẽ xấu, anh hiểu không? Dạ dạ. Không biết là không không làm được. Không biết không làm được đâu. Chứ giờ đưa mình không biết làm sao mình chổi mình lót sao nữa. Nó chứ làm gì cũng có cái kinh nghiệm lâu năm rồi, cái mình có kinh nghiệm á anh. Dạ. 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 Thứ sáu về đây cũng bàn với đội thi công và ban đại diện giáo hòa hảo với ra gặp Long Thủy Yến chủ trì chùa Láng Cát đó anh. Dạ. Rồi ba thầy trò mới phối hợp lại tiến hành là quyết định làm cây cầu này có 40 triệu thôi. Dạ. Thời gian thứ sáu thi công tới giờ nó cũng được 200 mấy triệu rồi. Dạ. Bán cho đó. Dạ dạ. Giờ còn thứ khoảng 100, 200, 300 nữa là nó sẽ hoàn thành cây cầu này. Dạ. Con cũng báo cho nó gì an tâm. Dạ. Theo như mình bo sắt gì đó chú Sáu, mà theo mình hàng hay là mình cột dây chì tốt hơn? Chú Sáu hàng cột xong rồi hàng nữa. Dạ. Yeah. Mấy cái bát chổi đó cho. Bát chổi. Dạ. Mấy cái mấu đầu nè. Không có ý con hỏi cũng như hàng với cột cái nào tốt hơn đó chú Sáu? Thì theo chú Sáu nghĩ á là cái buộc cái dê đà rồi đó mình hàng mình buộc thì đó là tốt. Dạ. Yeah. Có những người á người ta không có chịu là hàng. Dạ. Yeah. Tùy theo ý của mọi người. Dạ dạ con dạ. Cũng phải có chấm hàng vô mấy cái chỗ ăn chịu cái lịch. Dạ dạ luôn. Cho nó cứng. Còn nếu mình không có phương tiện mình nói gì nó sai. Dạ dạ. Cái lịch của ghi chữ người ta thiết kế. Dạ dạ. Chứ tôi nghĩ theo như hàng thì cái thịt dính liền nó hay hơn á. Hàng là những cây bự anh, còn cái dạ. Dây nhỏ không anh hàng cũng hay á. Dạ. Chú Sáu báo về cây nhỏ đó. Dạ. Cái như sáu đó là cái chắc sáu đó là chỉ chấm vài cái nhưng mà quay qua dê hay hơn. À. Đổ hai cái đầu bụng đó. Dạ. 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 Đổ lên hai cái đà bụng. Chịu lực cái cầu. Hai cái đà đó nó chịu lực bốn cái cây. Nó không có sàn với nó không nhúng. Dạ dạ đúng rồi. Bề gái năm tấc quá khứ. Năm tấc. Trên năm tấc à? Mầm nữa. Dạ là đại ra cũng 6-7 tấc rồi. Còn bộ lan can 8 tấc nữa. Cái chiều cao lan can tự mầm lên nó 8 tấc. Dạ dạ dạ. Cái đọt cây trước cây giữa đó cơ. Dạ dạ. Đây xong cây cầu này bà con ở đây mừng dữ lắm luôn. Bởi vì lúc trước bà con ở đây chạy té hoài nè. Rồi có cái cô ở gần đây nè là ưa đem bánh trái đồ rồi lên giữa cầu cúng. Thành ra bây giờ bắt được cái cầu này ai cũng mừng. Không có sợ học sinh té nè. Vì lúc trước cây cầu giống như cây cầu mình đi coi hồi sáng ở dưới xã Minh Hòa đó. Là không có lan can nhỏ xíu gì đó. Cây đó phải làm, cây đó không làm. Bởi vì xã nó xúc tiến không làm. Dạ. Với cây rồi sáng quá tệ. Còn chú đó mà đứng té luôn. Hết hồn cái dàn cốt pha này luôn mà. Lực lượng cái dàn cốt pha. Đây là cây cầu ở xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cả nhà. Thì hiện tại giờ chú Sáu còn thiếu khoảng 120 triệu kinh phí xây dựng cây cầu này.
thì mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ cho chú Sáu đặng có đủ kinh phí để trả tiền vật liệu cho anh ta, tiền sắt, tiền đá, đủ thứ tiền cho cả nhà. Còn thợ thì anh em đến làm từ thiện. Cầu này là làm 450 triệu đó cả nhà, có 450 triệu thôi. Cây sắt dưới bẻ lên hả? Dạ. Hay là bẻ xuống luôn? Xuống vậy là nó à. Cái đó nó nằm ở trong luôn rồi. Hả? Nằm trong bê tông rồi. Mấy cây sắt lớn mà ổng hàng không chất lượng luôn. Thợ hàng gói cô ly đó hả? Người ta thợ hồ có cô ly này, thợ hàng có cô ly luôn. Nữa chú Sáu có đi ngang con ghé con tặng cho chú Sáu cây kéo. Cái kéo cái sắt bự đó. Rồi, thật, cảm ơn nhiều. Con hầm các nhà con mua mới luôn đó. Rồi, tặng cho cháu. Rồi cắt đâu được bao nhiêu cây sắt, cái nhà đâu có nhiều sắt đâu. Còn mới chát. Dạ. Màu xanh giống vậy luôn á. Dạ. Ấp Hòa Ninh, Kinh Ba Bề, xã Mông Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Dạ dạ. Ý cái khúc bờ kè đó là sao chú Sáu? Đã tấn mới đem xuống rồi, kéo tấn xuống. Dạ dạ, tấn xuống. Tấn giữ cho giữ đất và cái đà cũ đó luôn. Dạ. Cũ cái cầu này nè. Dạ dạ. Lôi xuống hết luôn. Dạ, lôi xuống hết luôn. Dạ dạ. 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 Vậy là khoảng 10 ngày nữa bắt đầu là đổ 4 dây đà này đó hả? Dạ. Người bà con ở vòng vòng đây lợi tiếp hay chứ sao? Không có bao nhiêu đâu, nếu là ở An Giang mình phải. Dạ, An Giang xuống. Dạ dạ. Dạ. Chừng nữa mình đổ đà này xong rồi chừng nào đổ mâm á chứ sao? Mình kéo cái máy lên đó trộn mình đổ luôn không được chứ sao? Sao sao này chắc đẩy xe đẩy cái máy lên luôn. Đẩy xe gùa lên. Dạ. Đổ dưới đẩy xe gùa lên mau lắm. Mình không để cái máy trên này sao? Nó rung. Dạ, nó rung cầu ha. Rung cầu chứ. Dạ dạ. Nhóm bê tông nó không có bám. Dạ dạ dạ. Vậy là mình để cái máy gần đầu cầu cái đầu mình vô xe gùa đẩy lên. Đẩy lên đổ lên. Ừ vậy im đó chứ sao? Im hơn vụ sắp thùng á. Dạ dạ. Bởi vì cái số lượng cô bác cũng đông quá thì nếu con làm gì tội nghiệp cô bác người ta. Dạ. Rồi ta muốn có công quả. Dạ. Rồi mình làm kia thì ít nhân công mà. Dạ dạ. Nó dư rồi từ từ ta cũng bỏ về tội nghiệp. Dạ 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 dạ. Ta muốn có tiếp vô cây cầu cái công sức mình đó. Dạ dạ. Làm cho cô bác đó. Dạ. Dạ.
Dạ, không biết rồi. Cái chuyện làm mau rồi, chú Sáu muốn làm mau rồi đó. Dạ. Ý luôn á, tao muốn loại tao xách từ cái thùng hồ. Dạ. Có cái công quả. Dạ, dạ. Làm như ý chú Sáu thì có tội nghiệp. Dạ, dạ. Chú Sáu không muốn. Dạ. Nhìn ngay đi, không sao đâu. Mắt sáng luôn. Hôm rồi gặp ở dưới Kiền bây giờ cũng gần nữa ha. Dạ. Đây mai mốt tới cầu Hòn Đất nữa nè. Rồi cầu ở Minh Hòa nữa. Xã Minh Hòa dưới này nè. Hình như là cái tổng số mà tiền của Mạnh Thường Quân cho làm cầu trong năm nay luôn hay gì sao tới 1.300 tỷ hay sao? Chuẩn bị đi về cả nhà, thì mấy chú chụp hình để làm kỷ niệm. Chưa đứng ngay con đường cho nó dính cây cầu. Dạ không. Rồi. Để lên trên đầu luôn. Dạ dạ dạ.